Tuần trước thì khán giả yêu điện ảnh vừa được chiêu đãi bom tấn Aquaman cực kỳ hấp dẫn, thì trong tuần này Hollywood lại tiếp tục mang đến một tác phẩm ấn tượng không hề kém cạnh về chú ong vàng Bumblebee. Bộ phim đang nhận được 94% điểm tươi trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomato. Sau thất bại của loạt phim Transformer gần đây nhất, fan của series phim đã rất lo lắng và sợ hãi rằng Bumblebee sẽ đi tiếp vào vết xe đổ của thế hệ trước. Thế nhưng nỗi lo đó thực sự là thừa thãi khi đạo diễn Travis Knight đã hồi sinh thương hiệu phim này một cách cực kỳ thú vị, ấn tượng và không kém phần hài hước. Bộ phim được lấy bối cảnh vào năm 1987 khi mà hành tinh Cybertron bị bọn quái vật thanh trừng và Bumblebee buộc phải trốn trái đất, vừa để trốn chạy và vừa để bảo vệ người dân và vừa để xây dựng căn cứ mới cho đoàn quân Autobot. Đó chính là sự bắt đầu của thế hệ siêu robot bảo vệ trái đất, nơi mà chúng ta đã từng được thưởng thức trong Transformer, mỗi anh hùng đều có một sự khởi đầu. Kịch bản của Bumblebee được xây dựng khá đơn giản và khán giả hoàn toàn có thể đoán biết được câu chuyện của chú ong vàng Bee và người bạn đồng hành Charlie. Cô gái nhỏ đã vô tình đánh thức Bee sau nhiều năm ngủ quên trốn tránh kẻ thù. Đồng thời thì Charlie cũng là người nhấn nút công tắc mở ra cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các Autobot. Và khi theo dõi bộ phim, khán giả sẽ thấy được hình ảnh của một cô bé mới lớn có tính cách ẩm ương và luôn khó chịu với những người xung quanh, không chịu mở lòng mình để kết bạn và luôn cô độc kể từ khi mất cha. Qua đó thì giúp cho các bậc phụ huynh hiểu rằng hãy nên dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với con cái, hiểu rõ chúng là người như thế nào và mong muốn sẽ trở thành ai trong tương lai. Bên cạnh đó là những mối quan hệ tốt đẹp về tình bạn, về cảm xúc của mối tình đầu tuổi mới lớn và tất cả đều được truyền tải rõ ràng đến những khán giả khi theo dõi phim. Nội dung của phim mặc dù đơn giản nhưng lại không hề khiến cho người xem cảm thấy nhàm chán bởi vì tính cách hài hước và lầy lội của Bee. Những giây đầu tiên, Bee xuất hiện cực kỳ ngầu và chiến đấu vô cùng máu lửa. Nhưng ngay sau đó thì Bee đã khiến cho nhiều khán giả cười té ghế với những tình huống thú vị như nấp sau hòn đá nhỏ để chạy trốn kẻ thù, dẫm bẹp xe của kẻ cười nhạo Charlie, sử dụng lời của các ca khúc để có thể giao tiếp với Charlie. Biên kịch đã khéo léo lồng ghép những tình huống hài hước kết hợp với hành trình trưởng thành của Charlie hay nỗ lực chiến đấu bảo vệ trái đất của chú ong vàng. Vậy nên, cho dù thời lượng bộ phim kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng khán giả sẽ không hề cảm thấy mệt mỏi khi hết phim. Chất lượng của bộ phim được đánh giá khá ổn, song mình vẫn có một điểm trừ khá nhẹ ở phần nội dung khi câu chuyện nửa đầu của phim được xây dựng khá dài dòng và nhiều tình tiết không thực sự cần thiết cho bộ phim này. Ngoài ra thì với những khán giả có tính nhất thì họ có lẽ vẫn chưa thực sự hài lòng về kịch bản của bộ phim. Và nếu như phần đầu phim được xử lý tốt hơn thì bộ phim sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đảm nhận vai Charlie là nữ diễn viên trẻ Hailee Steinfeld. Với kinh nghiệm diễn xuất từ năm 14 tuổi thì cô đã mang đến một vai diễn rất tốt dành cho khán giả. Qua Charlie thì người xem cảm nhận được sự thay đổi tâm lý của một cô con gái tuổi mới lớn, lột tả được hoàn toàn hành trình thay đổi và tin tưởng vào bản thân của Charlie. Còn anh chàng Bee quậy phá được giao cho nam diễn viên Dylan O'Brien, giọng đọc của anh đã góp phần thổi hồn cho Bee máy móc và khơi dậy cảm xúc của khán giả khi Bee lo lắng, hoảng sợ trước con người hay là khi Bee mượn lời những ca khúc để có thể thúc đẩy Charlie tự tin hơn cho bản thân của mình. Ngoài ra thì các diễn viên phụ trong phim có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh không nhiều nhưng họ đều làm rất tốt vai trò được giao và góp phần không nhỏ mang đến một câu chuyện đầy kịch tính với khán giả. Hình ảnh có lẽ là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của Bumblebee với những thước phim được xử lý kỹ xảo rất tốt. Những cảnh chiến đấu giữa các Autobots diễn ra vô cùng căng thẳng, chân thật và tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến cho người xem phải nín thở chờ màn soi chiêu của các nhân vật cho đến khi kết thúc. Ngoài ra thì những cảnh quay thường cũng tạo được ấn tượng với khán giả với những bối cảnh đẹp trong phim khiến cho người xem phải mê mẩn. Âm thanh của bộ phim cũng được xử lý cực kỳ tốt với những tiếng động vang vọng khắp phòng chiếu khiến cho người xem cảm nhận được cuộc chiến đấu bảo vệ trái đất của Bee và những người bạn vô cùng vất vả. Bumblebee là bộ phim giải trí hấp dẫn dành cho khán giả fan của Transformer và những ai yêu thích thể loại phim hành động. Và khi theo dõi phim thì hãy nên đừng để ý quá nhiều đến nội dung của phim mà hãy thực sự quan tâm đến những giá trị mà nhà sản xuất đã mang lại. Hiện nay thì bộ phim đã được công chiếu tại Tốt Cinema cùng với các rạp chiếu phim khác trên toàn quốc. Hãy đừng quên book vé sớm để xí cho mình một chỗ ngồi đẹp trong rạp. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại trong tuần cuối cùng của tháng 12 năm 2018 này. Xin chào!